Lý giải cho vấn đề này, đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, quyết định số 1734 ký ngày 14 tháng 8 có hiệu lực ngay ngày hôm sau 15 tháng 8 là trái thông tư 14 của Bộ Giao thông. Bởi theo quy định, khi thay đổi luồng tuyến xe khách, Sở Giao thông phải công bố đóng tuyến cũ và mở tuyến mới, thông báo để các doanh nghiệp vận tải chuẩn bị, tính toán cự ly, giá vé với thời gian ít nhất 10 ngày. Việc tự tiện áp đặt điều chuyển tuyến đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải. Đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng cho biết, trước đây, Sở Giao thông Hà Nội đã có một số thông báo điều chỉnh tuyến, song không thể có tính pháp lý. Hiệp hội Vận tải ô tô Thái Nguyên cũng đã có văn bản phản đối các quyết định này. Ngoài ra, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam từng kiến nghị Hà Nội không chuyển trạm xe thành bến xe tạm Nam Thăng Long vì điểm này không đáp ứng đủ điều kiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không đầu tư xây dựng bến xe tạm và thực hiện nghiêm quy hoạch được phê duyệt. Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết đã nhận được văn bản kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và sẽ rà soát có văn bản trả lời. Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định điều chuyển một số xe khách đến bến xe Nam Thăng Long là làm đúng luật. Đây là một phần trong công tác chung là giảm tải cho bến xe Mỹ Đình theo chỉ đạo của thành phố.